bị cáo Nguyễn Thành Hiếu 32 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, bị xét xử vì tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo kết luận điều tra, chiều 2 tháng 1, Hiếu nhận côn tay nơ gạo từ một công ty ở thành phố Tân An rồi lái theo hướng về cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, khi các cột đèn giao thông tại ngã tư Nhật Chánh khoảng 40 m Hiếu thấy phía trước cùng làng đường có các xe tải đang giảm tốc độ để dừng chờ đèn đó. Do không giữ khoảng cách an toàn và không chú ý quan sát phía trước, Hiếu điều khiển xe sang làng đường giữa để tránh va chạm với các ô tô phía trước, khiến chiếc container tông vào 21 xe máy làm 4 người chết, 25 người khác bị thương. Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Sau khi gây tai nạn, Hiếu rời khỏi xe và chạy bộ đến nhà dì ruột cách hiện trường khoảng 300m để trốn. Đến 22 giờ cùng ngày, Hiếu được cha ruột đưa đến cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đầu thú. kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của Hiếu là 59 mật đấu 100 máu, dương tính với heroin. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hiếu, đề nghị truy tố với tội danh trên.